Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Đó thì bữa mình đã từng chế rất là con nhiều mồi giả Rude Club, thì mình thấy có rất là nhiều bạn yêu thích, thì qua đây mình có đôi lời cảm ơn đến tất cả các bạn nha. Và đó là động lực để ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục sáng chế là những con mồi độc lạ hơn nha. Thì hổm rày có rất nhiều bạn yêu cầu anh Tư hãy chế tạo con mồi giả bằng xi măng, bằng bê tông đi. Đó thì theo mình nghĩ là cái nghề xây dựng là cái nghề chính của mình. Đó thì mình từng xây nhà 4 tầng bị sập. Không phải, xin lỗi. Mình từng làm những con nhà cao ốc không thành vấn đề. Mà cái con mồi đi đưa cái đất thì chắc là không thành vấn đề rồi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm cho bạn xem mãn nhãn luôn. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ sáng chế là một con mồi giả bằng xi măng nha. Quá tuyệt vời rồi. Coi thử ngày hôm nay mình dùng cái con mồi xi măng này nào mà đi đưa cái đất thử dính nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho bạn coi. Đó, thì dụng cụ mình cần làm ngày hôm nay là cái lưỡi ba tiêu nha. Thì cái lưỡi ba tiêu này á, là mình sử dụng những con mồi mà Rude đã hư mình lấy lại mình để sáng chế nha. Thì nó gắn cục chì này sẵn này để cho nó có cái độ nặng. Rồi, tiếp theo là một miếng thìa này một hồi mình chọt cọng kẽm vô là nó sẽ quay giống như trong trống vậy bạn, nó rẽ nước nha. Rồi, tiếp theo đó là một cái cọng kẽm. Đó, cọng kẽm này thì nó móc cái lưỡi câu ba tiêu và cái thìa vô với con mồi vô. Và hai cái viên chân trâu này để cho nó cái giữ giống như cái độ trơn để cái rẽ nước nó quay nha các bạn. Rồi, thì dụng cụ làm chính thức đó là dao kéo kìm các kiểu bay nè. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là không thể thiếu cái vữa xi măng và cát nha. Đó thì mình làm bằng bê tông mà đa số phải cần xi măng với cát mới làm được phải không? Rồi, thì mình nghĩ con mồi bằng xi măng thì mình quăng xuống nước không bao giờ nó nổi được. Cho nên ngày hôm nay mình sử dụng cái miếng xốp này. Miếng xốp này thường người ta dùng mấy cái đôi dép cao guốc hoặc là dép xốp người ta làm các bạn. Mình sẽ cắt ra một miếng rồi mình bó xi măng vô để cho nó nổi. Khi mình quăng la con mồi nó chìm lửng hoặc nó nổi mặt nước thì như vậy con cá lóc nó mới tám, chứ mình quăng la cái bê tông không nó chìm xuống con cá nào ăn phải không? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái miếng xốp này vụn ra nhỏ nhỏ, mình sẽ chọn một miếng đi. Đó thì mình đã cắt chọn được một miếng con ý. Bây giờ mình sẽ dùng cái kéo này mình tỉa cho nó nhỏ gọn lại, mình tỉa cho nó nhỏ gọn lại chứ mình để bự quá rồi khi mình đắp cái xi măng với hồ nó vô là nó u về quá cho nên nó cá nó không tám nổi nha. Đó thì bây giờ mình sẽ tỉa cho nó nhỏ gọn lại để mình đắp xi măng vô thì cho nó dặn nó tương đối nó nhỏ thôi, để con cá lóc quá nhỏ thì nó dính nha, còn mình làm lớn quá thì con cá nhỏ nó không dính. Mình làm theo cái mô hình F35 nha các bạn. Ngày nay mình sẽ lấy mẫu F35 mình làm cái mô hình là con mồi bằng xi măng. Rồi thì nãy giờ mình gọt tỉa thì mình thấy như vậy được rồi, thì tiếp theo đó mình sẽ cho nó vô cái cây kẽm này nha. Thì trước tiên vô cây kẽm thì mình sẽ cho nó vô cái viên chân trâu trước. Viên trâu trước đặng hồi nó giữ cái thìa để cho nó quay nha. Rồi, đó mình đã vô viên chân trâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vô cái thìa này. Cái thìa này khi mà mình kéo đi thì nó có cái độ rẽ nước nha. Luồn vô đây. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ cho nó vô một cái viên chân trâu nữa. Rồi, thì cái công đoạn tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó vô cái con mồi giả nha. Thì bằng miếng xốp này mình sẽ cho nó luồn vô luôn. Đâm vô giữa. Rồi, xong. Đó thì bây giờ mình chỉ cần bẻ cái đuôi này lại, còn mình sẽ gắn cái lưỡi ba tiêu vô thì mình đắp bê tông ở đây được là xong nha các bạn coi nè. Thấy không, nó quay quá trời thấy không? Giờ sẽ bẻ cái này lại. Rồi mình cho cái lưỡi ba tiêu này chui vô. Mình khóa cái này lại luôn. Rồi xong, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần sơ chế rồi. Thì bây giờ mình sẽ trộn xi măng với cát lại để mình đắp lên. Thì các bạn lưu ý thì mình làm cái này là mình sử dụng xi măng với cát cho nó thiệt là già nha. Đó, mình trộn một ít thôi, tại mình đem mô hình thôi, thật ra mình trộn ít thôi. Tại vì con mồi này nó không có hao tốn nhiều hết trơn á, chỉ dùng một ít thôi mình trộn lại. Đó thì qua đây mình lưu ý các bạn một điều. Thì các bạn đừng nghĩ là lấy xi măng không thì sẽ già hơn nha. Tại vì xi măng nó không có cát thì nó sẽ nứt nha, cho nên mình lấy một ít cát. Tại vì có cát nó giữ cái độ mà nó hòa lẫn với nhau thì nó không nứt nha, còn xi măng không là nó sẽ nứt. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nó vô nước. Các bạn nhớ vô nước cho nó vừa phải, đừng cho nó nhão quá nha, nó nhão quá thì chúng ta đắp không được. Rồi, sau hồi làm thì cuối cùng mình đã làm cái này nó dẻo quá là dẻo, bạn coi nè. Nó dẻo như thế này thì mình nghĩ là được nha. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy mình đắp. Đó thì thường thường xây dựng người ta lấy cái bay người ta làm phải không, còn cái này nó quá là nhỏ cho nên mình không thể nào sử dụng cái bay được nha. Thì mình sẽ sử dụng cái tay là chính thôi. Đó, cái tay mình bao bọc cho nó dễ. Trời ơi, mình bao bọc cỡ này nè. Đó, mình bao bọc lại. Rồi,
Thì sau hồi thì mình đã làm ra cái hình như thế này thì các bạn có tưởng tượng đây là con gì không? Thì như đầu mình đã hứa thì mình làm con mồi S35 giả bằng xi măng, thì bây giờ mình lấy mô hình của con S35 nha. Khi mình đợi nó khô thì mình sẽ sơn chống thấm, còn mình có thể sơn màu lên các kiểu, mình vẽ hình hình S35 luôn. Đó thì xi măng thường thường là nó cách 24 giờ nó mới chết, cho nên mình qua ngày mai mình đi đu rê được nha. Thì các bạn đợi ngày mai mình khi nó khô mình sẽ đi rê các bạn coi nha. Còn thử ngày hôm nay con mồi S35 bằng xi măng mình thử thành công nha. Còn bây giờ mình sẽ đem phơi nắng cho nó khô mình mới sơn được. Rồi. Đó các bạn ơi, thì sao buổi trời thì mình nghĩ cái con mồi ru rê bằng xi măng của mình nó đã khô rồi. Đây, trời ơi. Nó khô trắng tươi rồi các bạn ơi. Đó thì con mồi này màu đen thù lùi thì mình nghĩ cái lốc nó không có tưởng con mồi giả nó táp đâu. Bây giờ mình sẽ sơn một lớp chống thấm này lên để cho nó trắng nó đẹp lại, với lại mình vẽ mắt mũi cho nó giống như con S35 nha. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái cây này mình lấy keo lên. Cái keo này nó có công dụng chống thấm nha. Trời ơi, nó dính tè le hết trơn. Đó, mình sẽ thay nước chống thấm này vô. Bảo đảm con S35 mình thành con mồi siêu đẹp luôn. Cái lớp này nó ngoài chống thấm mà nó còn bảo vệ cho cái con mồi của mình nó không bị vỡ nghe, nó dính cứng lắm. Tại nó có chất keo nó liên kết ba cái xi măng với hồ này cứng lắm. Rồi, thì mình nghĩ lớp chống thấm vậy đủ rồi, thì bây giờ mình sẽ vẽ con mắt mũi bằng cái cây bút lông nha. Mình sẽ vẽ hai cái con mắt. Xong. Đây, các bạn thấy không, con mồi S35 bằng xi măng của mình có hai con mắt đàng hoàng nha. Đó thì bây giờ mình đợi thêm khoảng nửa ngày nữa, qua ngày mai mình sẽ đi rê được nha. Quá đã luôn. Con mồi này bảo đảm dính cái lóc nha các bạn. Rồi các bạn biết kết quả thế nào thì chờ ngày mai mình đi rê thử dính lóc nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đem phơi nữa. Hello, xin chào tất cả mọi đứa kênh Anh Tư Khải TV. Đó thì hôm nay mình đại chiến đu rê mồi cá lóc, thì mình chế con mồi, còn tụi nó thì có mồi có sẵn phải không? Thì đa số những lần đại chiến thì kết quả thì anh Tư đều thua. Nhưng mà mình không nản chí, tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều bạn fan bên vực anh Tư yêu thích anh Tư, thì đó là động lực không thể thiếu để ngày hôm nay anh Tư sáng chế ra một mồi đặc biệt hơn. Đó là con mồi S35 phiên bản xi măng nha. Mồi đẹp, mồi đẹp. Wow, ủa mọi người em thấy khá đẹp hết tư, nghĩ chắc nay tư thắng được rồi. Trời ơi, Ken ai đâu có tiền xài nữa rồi kìa ơi. Làm gì có tiền xài mày? Trời biết sao không, tại mỗi lần cha tao chế mấy mồi giả là mồi giống mồi bằng xi măng nè. Rồi tao hen clip nào tao cũng thắng, tao cũng giật giải rồi để tao có tiền tao đổ mồi nè, đổ cần nè, đổ máy mày ơi. Khoan mày ơi, mày đừng mừng dội mày ơi. Nhiều khi thấy con mồi của tư nè khá là đẹp á, nhiều khi thắng mày luôn á. Đúng rồi, lần này mấy đứa đừng có mơ mà giật giải nữa nha. Thì hôm nay nói chung mình thua nhiều lần đó bạn ơi. Lần này mình sẽ khoản đòn, mình sẽ gỡ kèo. Hôm nay nổi cộng cái tiền mà mình trao thưởng với lại là mướn cái thằng câu này thì cũng sắp xỉ lên đến 1 triệu rồi. Thôi thì ngày hôm nay mình sẽ lấy cả vốn lẫn lời luôn. Thì ngày hôm nay mấy đứa chơi là thắng lấy tiền anh Tư không không hay. Lần này là nếu mà hổng anh Tư cho nhiêu tiền thưởng? 300. 300 phải không? Thì lần này mấy đứa thua phải đưa lại Tư 100.000 đi. Tại anh Tư bù cái tiền mướn chứ trời trời. Tự nhiên có đâu anh Tư thua đưa tiền mấy đứa, còn mấy đứa không có đưa tiền lại. Ê Hoàng Hoàng, giờ bây giờ con còn đang học là con chưa kiếm ra tiền hay chơi cho thử thách hình phạt gì chơi chứ tiền con không có nữa giờ. Đúng, hợp lý. Thì tụi nói cũng đúng bạn ơi. Nhưng mà hôm qua anh Tư thấy em chở ghệ đúng giờ sửa gì vậy? Đúng rồi á Tư ơi. Thấy chưa, tiền không có tiền chung mà có tiền đi uống trà sữa. Thôi thì nó cũng đúng, thì anh Tư để dành tiền cho mấy đứa đi uống trà sữa đi. Thì bây giờ có lực chơi thế này đi, nếu mà nó thắng anh Tư á, hai đứa thắng anh Tư thì được 300k, còn mấy đứa thua sẽ nhảy mương nha. Dạ chơi chịu luôn không, dám chơi không? Dạ, dạ, chơi luôn Tư ơi. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ phát cho mỗi đứa một cái máy nha, để chơi tiện quay nha. Thì mình sẽ đi chung nhưng mà tới địa điểm nào đó mình sẽ tỏ ra, mình chia ra để mình đi rê. Chứ hôm nay mình chậm trung mình quay cho tụi nó không thì mình không có quay được, thành ra những cảnh dính các bạn không thấy được. Chứ mình lấy dính rất là nhiều lần luôn rồi đó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đó thì bây giờ mình sẽ lên đường các bạn ơi, hy vọng ngày nay sẽ chiến thắng nha. Bạn ơi, anh Tư các bạn, anh nói xạo bạn ơi. Bởi vì mình đi, anh em mình đi cao phô, mình dính là mình anh em mình đem về. Còn anh Tư dính, anh Tư đâu đem về đâu mày. Đúng rồi, cha mình nói thôi chứ ba mình không dính đâu bạn ơi. Thôi tao mày đi riết rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xuống cận mình thử con mồi S35 của mình nha. Đây khá là khó quăng nhưng mà mình thử luôn. Đó, coi thử con mồi này nó đạt không nha. Quá đã rồi. Ủa mồi được quăng xa, ôi ôi rẽ nước ra, rẽ nước vô cái máy luôn. Ôi
Lần đầu tiên mà thấy mình chế lẻ nước quá đã bạn ơi, quá mượt luôn. Giờ thử quăng xa lên kia luôn nha. Camera xe ra nha. Chào, chào. Thật là quải trưởng các bạn ạ. Trời ơi, khó quăng quá chỗ này. Cái điểm này quá là gần. Ây, chỗ này quá ngon rồi. Quá đã, chỗ này ngon rồi. Đây, mình sẽ quăng thị rồi xa rồi kia mình kéo lại nha. Trời ơi, nó lên đột cây luôn rồi. Bạn coi mình quăng cả từ đây đụng đầu mương ngắn luôn kìa. Trời ơi, nó rớt dưới đột dừa. Trời ơi, có đẻ nước nè. Trời ơi, đẻ nước trên cái máy luôn. Như vậy là mình chế ngày nay đạt rồi. Nhưng mà quan trọng có dính cá hay không nha. Mình quăng, quăng được rồi. Thì con mồi của mình đó là nó không có chống dướng nha. Nếu mình quăng cái chỗ nào mà có rác là nó sẽ dính rác nha. Cho nên mình cẩn thận chút. Điểm này quá là ngon luôn. Giờ mình xuống cận nha. Và trời sao nó rối mình lum hết trơn rồi. Chỗ này thế nào cũng có lóc khủng. Người mình nghĩ chưa có ai vô rê hết trơn. Ôi quá đã. Cái mồi mình nó đánh nước quá rồi. Mồi mình đánh nước khá là ngon. Trời ơi, tươi quá trớn ghê không hả? Hồi đánh nước rồi kìa. Hồi đánh nước cả, bạn coi nó chạy ra. Mà đẻ nước quá đã rồi. Bây giờ chết đây rồi kìa. Trời ơi, đi quăng quá dữ trời. Đi vô trên núi, đúng trên núi. Tỉa luôn hả? Cái nhà dính luôn. Sao vừa hấp con cái đường có hồng rồng, hồng rồng kìa. Đây anh Tư mượn cái cận của em ơi. Em quăng được hồng rồng rồi thấy không? Quăng kéo. Trời ơi, hồng rồng nhắm phát ta quá uổng rồi ta. Đi quăng sao dính tay lưới của người ta vô. Ủa bèo đồng nó đã à. Vậy nó cá ta. Kéo thử dài đường nó thấp một cái. Thấp chứ. Bèo đồng quá ngon luôn ta. Còn tuốt ở đầu mương đã kéo lại là có cá liền. Cái đường này mương ngon quá. Quan thị đã. An thị đang kéo lại đằng ngon. Ngồi xuống đây. Ủa kéo. Mấy mươi là kính quá trời, có cá kéo quá ngồi luôn. Đây là cái kẻ này em quăng là bảo đảm có cá rồi nữa. Đó, kéo, ra có cá. Ôi, cái đường này ngon rồi, có cá thôi. Chỉ lưới nha. Ờ Tư ơi, Tư hả? Đi với Tư thua quá, Tư toàn quăng dính mấy cái dừa không à. Giờ em đi đổi sang đi với bằng hũ Tư ơi. Trời trời, đổi thừa đó đi, Tư quay sẵn xuống chết mà có máy xe không quay. Trời ơi, để dành máy, tí em đi bằng hũ có điểm ngon thì em quay với anh Tư ơi. Rồi vậy mình sẽ cho tí chuột quay mình nha. Rồi giờ em đi với bằng hũ nha. Dạ. Ok, tí chuột, anh em đi tí chuột ơi. Giờ mình sẽ cho tí chuột quay mình nha. Giờ mình sẽ quăng cái đìa này nha. Cái đìa chắc mình nghĩ có cái giò quá, dính cái giò cũng được. Kiếm cái giò cũng được. Khó, chết mẹ mày rồi con. Không có kêu ngồi luôn vậy. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ủa? Trời trời, nó đứt nhở luôn rồi. Trời trời, quá sao mà coi nè. Cái tư dây đứt, cái con mồi văng cái tủng kia luôn. Rồi luôn. Rồi. Cái điệu này là điệu buồn phương Nam mà các bạn ơi. Trời, xui dữ rồi ta. Cây tư nhờ.
Trời ơi, nó tưa. Chai nó bứt ngay cái vực luôn nè. Trời. Xong rồi mấy đứa ơi, coi nè. Bắt nháy luôn hả trời. Tôi quăng cái đường này cá lóc bự quá trời, quăng thử coi. Nè, quăng lại. Đứng dậy luôn, dịch cá lóc khổng lồ luôn. Đúng tí chuột. Cá lóc cả ký luôn, bứt dậy luôn bạn ơi. Gần 2 ký anh Tư. Rồi, thằng này mình chế quá đạt các bạn ơi. Dính cá cả ký bứt dậy luôn rồi. Thôi, thì ngày nay mình đã thành công các bạn ơi, dính cá 1 ký nhưng mà mình không có lôi được lên bờ, nhưng mà dù sao nó cũng đã ăn cái lưỡi mình rồi. Chắc nó cũng không xong xài gì đâu đúng không tí chuột. Giờ mình hy vọng là phật kè với bạn ngủ không dính để mình không có ai bắn nha. Lấy xe xích vô. Khổ chạy luôn. Sao nay mày dính mấy con cái giống quan tâm dữ ta. Nè ghê thôi. Bốn bình vừa đủ. Kìa. Hai con của anh em ơi, bốn bình vừa đủ. Con này mình thả nha các bạn. Quá tấn nhỏ rồi. Cho đi sống. Cùng lên xác đi. A few moments later. Ờ, các bạn ơi, thì sau buổi trời đi đại chiến câu cá thì mình cũng đã biết kết quả rồi. Thì ngày hôm nay mình đã thua nữa rồi các bạn ơi. Buồn quá trời luôn, sao lần nào mình chế tạo cũng thua hết trơn à. I still love you. Nhưng mà mình đi giữa đường nó bị bứt dây nha, chứ không phải mình thua thuyết phục nha. Thì ngày nay mấy anh em mình không ai thắng hết trơn. Thì nếu bạn thích video thì... bậy bậy rồi chơi. Bữa nay cũng dính hai con cá luôn bây giờ. Cả đầu cá hả, thì mình có quay clip làm chứng nè các bạn, nhưng mà cá thì nhỏ quá mình thả cho rồi bạn ơi. Có thả không? À, nó thả một con, còn con như là nó đi giữa đường bỏ trong cái rổ Tư rớt, xong mày nó lụm gác để lên chạy rớt, rớt gác dục ao thả nuôi luôn anh Tư ơi. Trời trời, lần sau đem bằng chứng về nha, chơi về không ăn gian không phạt lây gì đó. Có bằng chứng con có quay rõ ràng không? Quay không? Có chứ cha. Không phải nghe có dính không? Em dính cho anh Tư. Dính gì? Dính cái miệt á anh Tư. Trời trời, sao lần nào đi đu đê cũng dính cho chân dở dữ vậy Pha Kè? Biết sao anh Tư, tại hôm nay á anh Tư kia mở rắc quá, em chưa kịp đốt ngang trong đĩa anh Tư ơi. Trời ơi. Vậy là ngày nay Pha Kè đã giống mình rồi. Thôi thì các bạn ơi, thì mình đã hứa rồi thì 300 cành của mình ra đi nữa rồi. Đây con phát biểu gì không? Yeah, thì hôm nay mình rất là vui luôn rồi. Thì nhờ những clip như ba mình chế nháy thì mình mới có tiền xài nha mấy bạn. Đó, thì mình đã làm theo những lời bình luận của bạn rồi. Tại các bạn không á, alo kêu mình chế tạo đã đời mình chế bị thua không à. Thôi các bạn đừng kêu mình chế nghe, bây giờ mình chắc nghỉ chế nữa quá, bye bye tạm biệt các bạn nha. Chơi chơi nó nghe chà, 21 chơi chế nữa ra để con có tiền xài. Ủa phải rộng nha, để con có clip đăng lên cho mấy bạn xem. Bây giờ đúng rồi, tôi chế tôi cho em có cơ hội em gỡ lại chứ anh Tư. Đúng rồi, ra chế nữa giờ. Thôi cha cha đừng buồn chơi, tại bữa nay cho xui là nổi vậy thôi, chứ mỗi quý cha thấy chế đẹp trao quạt nước bụp bụp luôn giờ.
Vậy hả, nãy có thấy mồi giấy đặt nước không? Đúng rồi, đặt nước vậy máy thấy không? Đúng rồi anh ơi. Ồ thấy không, mình ngày nay mình chế đạt cũng khoảng đạt đâu, tại vì á nó xui thôi. Nói chung á mình khỏi hên xui nữa chứ không phải là mình chế mồi đạt mà dính cá phải không? Dạ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã rép những bình luận của bạn rồi, thì mình cũng mong các bạn ủng hộ mình nha. Còn bây giờ mình cũng hơi buồn tí bạn ơi, tại ngày nay mình cũng đã thua nữa rồi. Mà không biết các bạn có kêu mình chế nữa không nè. Bây giờ mình có động lực làm nữa không nè, thua hoài nản quá. Anh Tư muốn có động lực không? Nè, phải nhờ các bạn thôi Tư ơi. Bạn là sao? Các bạn like nè, chia sẻ với em mạnh lên đó anh Tư. Nên anh Tư có động lực làm nữa anh Tư ơi. Như thế là quá chuẩn rồi. Hả? Đúng rồi anh Tư ơi. Đúng rồi bạn ơi, bạn nhớ cho like thiệt là nhiều vô để ba mình có động lực làm nhá giả tiếp nha các bạn. Đúng rồi các bạn ơi, thì cũng nhờ các bạn mình mới có động lực chế tạo nha. Thì mình cũng mong các bạn sẽ ủng hộ mình mạnh mạnh tay lên để mình có cái động lực để mình chế những con mồi khác hoặc cần câu khác để mình đại chiến, mình gỡ kèo. Có khi mình gỡ hết toàn bộ những cái tiền mình đã trao thưởng sao phải không? Dạ đúng đó, rồi. Thì ngày nay mình cũng xin dừng clip tại đây. Nếu bạn thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Và hẹn lại các bạn ở những clip chế tạo khác nữa nha. Còn bây giờ bye bye tạm biệt các bạn. Bye bye. Giờ mình sẽ vô suy nghĩ nha. Mình nhớ tiền con mồi nào mà dính cá mới thôi.